Ngày 4 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường 9 thành phố Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố tiến hành cưỡng chế thu hồi đất do nhà nước quản lý đối với hai gia đình ông An Văn Hiển và ông Vũ Quốc Hưng. Theo quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân phường 9 thành phố Vũng Tàu, hộ gia đình ông An Văn Hiển chiếm đất nhà nước tại một phần thửa đất số 62 tờ bản đồ số 04. Hiện trạng là hai căn nhà tôn với diện tích 134m2 tại khu phố 5 phường 9. Ông Vũ Quốc Hưng chiếm đất nhà nước tại đường 30 tháng 4 phường 9 thuộc thửa đất số 60-61 tờ bản đồ số 04 để làm nhà với diện tích 205m2. Trước đó, các cơ quan chức năng thành phố và địa phương đã nhiều lần vận động hai trường hợp này trả lại đất cho nhà nước, nhưng họ không chấp hành nên phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Việc cưỡng chế thực hiện đúng quy định pháp luật an toàn.